Xin kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thể thao 24/7 ngày 5 tháng 12. Chiều ngày hôm nay, Sài Gòn Heat bước vào trận đấu thứ 7 tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á, cặp đối thủ là Hitech Bangkok City. Một trận đấu dự đoán rất khó khăn khi Hitech Bangkok City đã từng thắng Sài Gòn Heat ở trận lượt đi và họ cũng là đơn kim vô địch của giải đấu. Có vẻ như Hitech Bangkok City là một đối thủ quá mạnh với Sài Gòn Heat. Ở lượt đi trên sân khách, Sài Gòn Heat đã thua 71-88. Chiều nay, dù được thi đấu trên sân nhà và đã rất cố gắng, Sài Gòn Heat vẫn phải chịu thua với tỷ số 70-74 sau một trận đấu rất kịch tính.